Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 6 giờ. Phát biểu tại hội nghị các lãnh đạo nhóm BRICS mở rộng hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất năm kết nối chiến lược để cùng kiến tạo thế giới tốt đẹp hơn, hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng. Phiên họp có chủ đề BRICS và Nam bán cầu cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cùng sự tham dự của hơn 40 lãnh đạo cấp cao các nước thành viên BRICS, quốc gia khách mới và tổ chức quốc tế. Đầu tiên là kết nối nguồn lực. BRICS cần đi đầu trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực để thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng và an ninh thông tin. Hai là kết nối hạ tầng chiến lược, cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm. Kết nối các chuỗi cung ứng toàn cầu trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại. Ba là kết nối con người với con người thông qua hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân giữa BRICS cùng các nước. Bốn là kết nối trong cải cách các cơ chế quản trị toàn cầu theo hướng liên kết, chia sẻ, cân bằng, bình đẳng, hiệu quả, bao trùm, toàn diện để phát triển nhanh, bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng BRICS cần đấu tranh mạnh mẽ hơn trong chống lại xu hướng bảo hộ và chính trị hóa quan hệ kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Năm là chính sách quốc phòng 4.0. Thủ tướng dự hội nghị ngày 23 và ngày 24 tháng 10 với tư cách khách mời, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nga. BRICS là nhóm các nền kinh tế mới nổi chiếm hơn 40% dân số toàn cầu và khoảng 1/4 GDP thế giới. Nhóm được thành lập năm 2009 với 4 thành viên ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc. Hợp tác của BRICS dựa trên 3 trụ cột gồm chính trị, an ninh, kinh tế, tài chính, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hội đàm với Thượng tướng Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc chiều qua, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đề nghị quân đội hai nước nghiên cứu, tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, mở rộng hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, hậu cần, quân y, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, cứu trợ thảm họa thiên tai, phòng, chống khủng bố. Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Về vấn đề trên biển, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Trương Hữu Hiệp đã chứng kiến lễ ký kết ý định thư về tăng cường hợp tác quốc phòng, thỏa thuận về hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Vào tháng 12, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang tham dự kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2. Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, chuyến thăm này biểu hiện mối quan hệ mật thiết, tin cậy chính trị ngày càng bền chặt giữa hai đảng, nhà nước và quân đội. Chính phủ đề xuất 19 chính sách đặc thù như ưu tiên nhà thầu chuyển giao công nghệ, khai thác quỹ đất, giảm thủ tục khai thác mỏ để đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Đề án vừa được trình Quốc hội. Tuyến đường dự kiến dài hơn 1.500 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, khai thác tàu chở khách và kết hợp chở hàng khi cần thiết. Phấn đấu khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2035, tổng mức đầu tư hơn 67 tỷ USD. 19 chính sách đặc thù, chia thành các nhóm sau, gồm nhà thầu ưu tiên sử dụng sản phẩm Việt Nam. Cơ chế bố trí vốn đầu tư, Thủ tướng được quyết định sử dụng các nguồn vốn như trái phiếu chính phủ, vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, có chi phí khoản vay thấp hơn khoản vay trong nước và ít điều kiện ràng buộc. Chính phủ đề xuất cho phép Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được điều chỉnh chức năng sử dụng các khu đất trong vùng phụ cận ga, điều chỉnh cục bộ quy hoạch mà không phải làm thủ tục điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được điều chỉnh chữ lượng khai thác, gia hạn thời gian khai thác, nâng công suất theo nhu cầu của dự án mà không phải lập dự án đầu tư điều chỉnh, không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, không phải làm thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Lập thiết kế kỹ thuật tổng thể, FEED, thay cho thiết kế cơ sở, giúp rút ngắn được khoảng 2 năm, đẩy nhanh quá trình khởi công. Cùng với đó, các cơ chế thủ tục di rời hạ tầng kỹ thuật cũng được đề xuất để giảm thời gian giải phóng mặt bằng. Chính sách về hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhà ga đường sắt không cần thi tuyển phương án kiến trúc. Theo nguyên Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, nếu làm theo đúng quy trình thì dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cần ít nhất 4 năm mới có thể khởi công. Do đó, chính phủ cần có cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư mới có thể khởi công năm 2027. Belarus muốn hợp tác sản xuất ô tô cùng Việt Nam, cũng như đẩy mạnh đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Đề nghị này được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nêu tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính khi tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Nga hôm qua. Thủ tướng cho biết luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Belarus đã được vun đắp hơn 30 năm qua. Việt Nam luôn coi Belarus là người bạn, đối tác tin cậy và mong muốn tăng cường hợp tác. Cùng ngày, Thủ tướng cũng tiếp Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Á, Âu, EAEU. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, EAEU. Đồng thời, Việt Nam và EAEU thống nhất tiếp tục mở cửa thị trường, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, rào cản thương mại, giải quyết các khó khăn liên quan cơ chế thanh toán, vận tải và di chuyển giữa người dân, doanh nhân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị EAEU nghiên cứu các hình thức phát triển chuỗi cung ứng, vận tải biển, đường sắt, logistics để đẩy mạnh trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và khu vực Trung Á, từng nước thành viên EAEU. Ông cũng đề nghị các nước thành viên liên minh EAEU xem xét xóa bỏ biện pháp phòng vệ ngưỡng và nâng hạn ngạch một số mặt hàng của Việt Nam. Trong cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các kết quả quan trọng của hội nghị thượng đỉnh tương lai. Hôm qua, Mỹ và Qatar thông báo nối lại đàm phán về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, tìm hướng tiếp cận mới sau khi thủ lĩnh Hamas bị hạ sát. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, hai bên đã thảo luận về những lựa chọn để tận dụng thời điểm này, cùng những bước cần thực hiện để thúc đẩy tiến trình. Mỹ và Qatar đang tìm kiếm kế hoạch để Israel rút quân, Hamas không thể hồi phục và người dân Palestine có thể tái thiết cuộc sống, xây dựng tương lai. Ông nói đây là thời khắc để chấm dứt cuộc chiến. Thủ tướng Qatar Antony nói phái đoàn Israel và Mỹ sẽ gặp nhau tại Doha để thảo luận về lệnh ngừng bắn. Ông Blinken từ chối nêu thông tin về sự kiện này. Qatar là điểm dừng chân thứ 3 sau Israel và Ả Rập Saudi trong chuyến công du lần thứ 11 của ông Blinken đến Trung Đông từ khi chiến sự Israel, Hamas nổ ra hồi tháng 10 năm 2023. Chuyến thăm diễn ra một tuần sau khi quân đội Israel hạ sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar và hai tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trước đó, Mỹ cuối tháng 5 đưa ra đề xuất ngừng bắn, song các cuộc đàm phán do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian về đề xuất này đã sụp đổ. Thủ tướng Qatar cho biết chưa rõ con đường phía trước của Hamas sẽ thế nào, thêm rằng các nhà đàm phán nước này đã liên lạc với đại diện của Hamas thông qua văn phòng chính trị của nhóm ở Doha. Ai Cập cũng đang thảo luận với nhóm vũ trang.